Nga có vũ khí tài nguyên mới lợi hại để đáp trả loạt lệnh trừng phạt phương Tây. Nga có thể sử dụng vũ khí mới của mình để chống lại phương Tây và đáp trả các lệnh trừng phạt, chuyên gia phân tích Julian Horowitz đến từ hãng tin CNN cho biết. Theo đánh giá trong tương lai gần, nhiều quốc gia phương Tây có thể sẽ phải đối mặt với vấn đề khan hiếm nguồn cung một số kim loại thiết yếu, điều này khiến cho giá thành của chúng tăng mạnh nhà báo Julian Horowitz cho biết giới phân tích dự đoán Nga sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu bằng cách vũ khí hóa hoạt động xuất khẩu những kim loại quan trọng như nhôm và palladium. Chuyên gia phân tích của hãng tin CNN lưu ý, bất kỳ hạn chế nào đối với xuất khẩu kim loại đều có thể gây tác động nghiêm trọng đối với thị trường trong thời gian ngắn. Hiện tại, có khoảng 15% nhôm của châu Âu được mua có xuất xứ từ Nga, nguồn cung kim loại này là cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp khi nó được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm khác nhau từ máy bay cho đến dụng cụ nhà bếp. Một tình huống thậm chí là còn khó khăn hơn là với Platium. Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đang rơi vào trong tình trạng khó khăn vì vấn đề thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Đây là thứ kim loại quý hiếm và có giá thành rất cao. Platinum là một kim loại quý hiếm thuộc nhóm Platin, PGM, bao gồm cả bạch kim, Platinum và Rhodium, Ruthenium, Idridium và Osmium. Nó có màu trắng như bạc ở nhiệt độ thường và không bị oxy hóa bởi không khí. Chữ lượng pladium ở trên trái đất được đánh giá là ít hơn vàng gấp 30 lần. Kim loại này từng đạt đỉnh cao vào năm ngoái khi được giao dịch ở mức 2.982 đô la Mỹ trên một ounce. Khi đó thì vàng chỉ lên tới 1.992 đô la Mỹ một ounce mà thôi. Nga đang chiếm tỷ trọng lên tới 25 đến 30% nguồn cung pladium trên toàn thế giới, thứ kim loại cực kỳ quý hiếm này được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô. Sau khi tập thể phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Liên bang Nga, tình trạng thiếu hụt thứ kim loại quý hiếm và thiết yếu này đã ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Moscow đã cho thấy rằng họ sẵn sàng sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên với trữ lượng lớn của mình để đáp trả phương Tây. Khi đối thủ liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có, nhà phân tích của hãng tin CNN kết luận. Hiện tại ngoài Nga, những kim loại thiết yếu có thể được cung cấp cho Mỹ và châu Âu qua Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cũng đang xem là đối thủ tiềm tàng, vì vậy sự thay thế trên bị nhận xét là thiếu tính bền vững. Không chỉ có vậy, đừng quên kho dự trữ vàng cực lớn của Nga luôn có khả năng gây ra biến động nhất định đối với thị trường tài chính thế giới nếu như được Moscow tung ra một cách có toan tính, Tóm lại, bên cạnh các nguồn năng lượng hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt và than đá, Nga còn nắm trong tay một vũ khí tài nguyên cực kỳ quan trọng, cực kỳ đặc biệt, đó là kim loại quý và thiết yếu, chúng đặc biệt hiệu quả khi được vũ khí hóa nhằm đáp trả phương Tây. Sức mạnh phi thường của oanh tạc cơ chiến lược TU-22M3 của Nga khiến đối thủ hồn siêu phách lạc. TU-22M3 là phiên bản cuối cùng của dòng máy bay ném bom chiến lược Backfire hiện vẫn đang phục vụ trong không quân Nga, được phát triển từ dòng TU-22 kém tinh vi hơn rất nhiều, TU-22M3 là sự lột xác hoàn toàn về thiết kế. Theo cục thiết kế Tupolev, nguyên mẫu đầu tiên của phiên bản TU-22M3 đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào cuối thập niên 1970 và được biên chế vào năm 1983. Tập đoàn sản xuất máy bay Kazan của Liên Xô đã chế tạo tổng cộng gần 500 chiếc với số biến thể Breitfire khác nhau. Khi Tu-22M3 được đưa vào biên chế, nó đã khiến hải quân của Mỹ rất bất an do chúng được thiết kế để mang theo lượng lớn các tên lửa hành trình diệt hạm tầm xa. Tu-22M3 bay rất nhanh, tốc độ tối đa của nó là Mach 1,88, khoảng 2.322 km h và chủ yếu bay ở tốc độ Mach 1.6, khoảng 1.976 km h để gia tăng tuổi thọ. Dù có kích thước nhỏ hơn TU-160 và TU-95, chiếc oanh tạc cơ TU-22M3 này vẫn có thể chở theo gần 24 tấn vũ khí. Đáng chú ý là TU-22M3 có thể mang theo 10 tên lửa diệt hạm KH-15 hoặc 3 tên lửa KH-22 Raduga. Cả hai loại tên lửa này đều có thể đạt được vận tốc bay khoảng Mach 5. TU-22M3 cũng mang theo các loại bom không dẫn đường thông thường, gồm có 20 bom Pháp 250 hoặc 8 bom Pháp 1.500. Duranit công ty sản xuất các loại bom OFAP 250-270 cho biết vũ khí này có thể dùng để phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự, nút giao thông đường sắt, sinh lực của địch ở trên địa hình chống trải và các loại xe bọc thép hạng nhẹ, xe tải đang hành quân. Duranit, công ty sản xuất các loại bom OFAP 250-270 cho biết các loại vũ khí này Tổ bay của chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 bao gồm 4 thành viên, trong đó có 2 phi công, 1 hoa tiêu và 1 sĩ quan điều khiển vũ khí. Trong buồng lái hai phi công của TU-22M3 ngồi cạnh nhau ở phía trước, hoa tiêu và sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi ở phía sau. Tất cả các ghế của tổ bay đều được trang bị hệ thống phóng thoát hiểm KT-1M. Sĩ quan của tổ chỉ huy có thể kích hoạt ghế phóng cho tất cả các thành viên còn lại. Những ghế phóng này đòi hỏi máy bay phải đạt được tốc độ tối thiểu là 128 km/h để giúp cho phi công thoát hiểm an toàn ở độ cao dưới 61 m mỗi oanh tạc cơ Tu-22M3 được trang bị hai động cơ tuốc pin phản lực Kuznetsov có thể đạt tốc độ tối đa là 2.000 km h với tầm bay là 6.800 km. Trong chiến tranh lạnh, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã là nỗi ám ảnh cho Mỹ và NATO, sở hữu tính năng bay nhanh cùng với kho tên lửa vô đối. Phiên bản phát triển nhất của Tu-22M3 được coi là nỗi ác mộng cho các tàu sân bay. Nhận thấy những tính năng tuyệt vời của loại máy bay này, Trung Quốc đã nhiều lần ngỏ ý muốn mua, tuy nhiên, Nga đã lắc đầu từ chối. Tu-22M3 có chiều dài 41,46m, sải cánh 23,3m, cụp ở góc 65 độ, 34,28m xòe ở góc 20 độ. Chiều cao là 11,05m, khối lượng rỗng của Tu-22M3 là 58 tấn, khối lượng cất cánh tối đa là 126,5 tấn. Những năm gần đây, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 hoạt động tích cực ở trong một số điểm nóng xung đột. Đầu tiên là tại Syria, Nga đã điều khiển loại máy bay ném bom chiến lược này để đánh phá các sở chỉ huy và hậu cần của lực lượng khủng bố và đối lập tại Syria. Trong nhiều chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hiện nay, TU-22M3 cũng đóng vai trò làm máy tấn công tầm xa khi bắn tên lửa KH-22 vào các mục tiêu của đối phương và các cuộc tập kích của TU-22M3 với tên lửa hành trình KH-22 đã khiến cho đối phương chịu không ít tổn thất. Được biết trong quá khứ hải quân của Liên Xô cũng từng có tới 10 trung đoàn TU-22M3 với 200 máy bay và 600 quả tên lửa KH-22 sau khi liên xô tan rã, tu 22m3 được chia cho nga và ukraine. tuy nhiên tới nay chỉ còn nga vận hành loại máy bay ném bom chiến lược này. không quân của nga vẫn đang duy trì phi đội tu 22m3 lên tới 162 chiếc. tu 22m3 cùng với tu 95ms và tu 160 đã trở thành bộ ba máy bay ném bom chiến lược hiện nay của không quân nga. nga đang nâng cấp phi đội này lên chuẩn tu 22m3 cho phép chúng mang siêu tên lửa. KH-47 M2 Kenza với tầm bắn 2.000 km và tốc độ gấp 12 lần âm thanh. Kho dự trữ đạn dược của Anh thấp đến mức báo động đỏ do xung đột ở Ukraine. Các nghị sĩ Anh cảnh báo kho dự trữ đạn dược của nước này đang ở mức thấp nguy hiểm do cuộc xung đột ở Ukraine. Họ nói rằng việc khôi phục kho dự trữ đạn dược đang cạn kiệt của Anh sau cuộc xung đột có thể mất ít nhất một thập kỷ khiến cho an ninh của Anh gặp rủi ro, ủy ban quốc phòng hạ viện anh lưu ý nước này và các nước đồng minh nato khác đã cho phép dự trữ đạn dược của họ giảm xuống mức thấp nguy hiểm khi họ cung cấp trang thiết bị quân sự cho kiev để phòng thủ trước nga ủy ban trên cho rằng cách mà các chính phủ phương tây mua sắm vũ khí là không phù hợp với mục đích và họ hối thúc bộ quốc phòng anh vạch ra kế hoạch hành động để cắt giảm thời gian cần thiết để cắt giảm thời gian cần thiết để nhằm khôi phục kho dự trữ của mình ủy ban này cũng nêu rõ trong một tuyên bố rõ ràng là anh và các nước đồng minh nato đã cho phép kho đạn dự trữ được giảm xuống mức thấp nguy hiểm trong khi nga cũng đang đối mặt với tình huống tương tự giảm kho dự trữ các đối thủ khác có thể duy trì và tăng kho dự trữ vũ khí của họ việc không có khả năng bổ sung sớm kho dự trữ của anh gây rủi ro không chỉ cho khả năng tiếp tế cho ukraine mà còn ảnh hưởng đến việc ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh của chính chúng tôi tuyên bố cho biết thêm Cảnh báo của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh lặp lại những lo ngại của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ben Grancy, người đã nói rằng các lực lượng vũ trang ở trên khắp châu Âu đã phải trả giá cho nhiều năm rỗng ruột. Tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẩn trương kêu gọi các đồng minh tăng cường sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân sự vì Ukraine đang tiêu thụ vũ khí nhanh hơn so với khả năng cung cấp của phương Tây. Ủy ban trên cho rằng điều cần thiết là năng lực công nghiệp quốc phòng của Anh phải có năng lực phục hồi và có thể mở rộng thông qua việc đẩy mạnh sản xuất. Bộ Quốc phòng Anh đã đề ra một chiến lược nhằm cải thiện thách thức, tương tác với ngành công nghiệp quốc phòng và đồng minh. Tuy nhiên, chúng tôi được thông báo rằng sẽ mất ít nhất một thập kỷ để bổ sung và sau đó tăng lên mức bền vững kho dự trữ đạn dược của Anh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị Bộ Trên đưa ra các kế hoạch hành động về cách họ dự định phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng và giảm thời gian cần thiết để bổ sung kho dự trữ của Anh. Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh đưa ra quan điểm, một phát ngôn nữa của Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đang tiếp tục đặt hàng thay thế đạn dược để cung cấp cho Ukraine và chúng tôi có thêm 560 triệu bảng Anh để tăng kho dự trữ. Tuy nhiên thì nghị sĩ John Hawkley vẫn cho rằng kho dự trữ quân sự của chúng tôi đã cạn kiệt và chính phủ của Anh đang hành động quá chậm để bổ sung. Chuyên gia cảnh báo khi phương Tây dự định hạ thấp mức giá trần dầu mỏ Nga các nước G7 chuẩn bị sửa đổi giá trần đối với dầu Nga. Điều này đã được phát biểu bởi trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ, phụ trách chống tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính, bà Elizabeth Rosenberg, ở trong Hội nghị Năng lượng Quốc tế Sirawik. Trước diễn biến này, trang Poly Express PE cũng đã thảo luận về thông điệp từ Mỹ với chuyên gia Igor Yuskov, một chuyên gia phân tích hàng đầu của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia. Trong quá trình áp dụng các biện pháp trừng phạt, các nước G7 đã đồng ý rằng thỏa thuận nên được xem xét hai tháng một lần. Nhưng theo người đối thoại của tờ PE, vấn đề là không rõ các quan chức phương Tây sẽ xác định giá dầu trung bình của Nga như thế nào. Không rõ họ muốn theo dõi giá dầu trung bình của Nga như thế nào. Trong các tài liệu ban đầu, họ buộc phải xem xét mức giá trần hai tháng một lần nhằm hạ thấp chỉ số này xuống dưới mức giá trung bình liệu các quan chức và chuyên gia kinh tế phương Tây có thực sự theo dõi giá dầu trung bình của Nga hay đơn giản chỉ là lấy con số 60 đô la Mỹ rồi trừ đi 5%, đây là cách ưa thích của họ, chuyên gia Juskov nhận xét. Ông Juskov nhớ lại, ban đầu để đối phó với các lệnh trừng phạt, Nga đã giảm xuất khẩu khiến cho mỗi thùng dầu đã lên tới hơn 100 đô la Mỹ sau khi tái tập trung vào thị trường châu Á, xuất khẩu của Nga đã vượt quá mức trước khi bị cấm vận. Bản thân của Liên minh châu Âu và Mỹ cũng là những nhà nhập khẩu năng lượng lớn và chính họ đã đưa ra mức giá trần. Chuyên gia Yushkov nói thêm: Ý nghĩa của việc làm này khiến cho Moscow kiếm được càng ít càng tốt do hạn chế vận chuyển nhưng vẫn tiếp tục xuất khẩu hydrocarbon, nhưng trên thực tế, phương Tây không thể từ chối nguồn cung cấp từ Nga. Tất cả những nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đều hiểu rằng nếu họ đưa ra lệnh cấm bất kỳ ai mua vàng đen của Nga thì xuất khẩu sẽ gặp vấn đề và xảy ra tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới. Điều này sẽ gây ra phản ứng tiêu cực ở trên thị trường dầu mỏ. Không chỉ là sản phẩm dầu Nga, sản phẩm của các quốc gia khác đều sẽ tăng giá lên mức rất cao và chính phương Tây sẽ phải chịu đựng điều này, ông Yudkov dự đoán. Do vậy, thì nhà phân tích người Nga kết luận tập thể phương Tây sẽ đơn giản là tự gây ra tổn thất với mình khi cố gắng cắt đứt phần còn lại của thế giới khỏi dầu mỏ của Nga. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từng bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì mua máy bay Nga. Theo Reuters, tướng Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, ngày 13 tháng 3 đã được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, thay thế người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa. Nhiệm kỳ của ông Lý đã bắt đầu ở trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực khôi phục đối thoại quốc phòng và liên lạc quân sự với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng, việc ông Lý được thăng chức lên ngôi vị người đứng đầu Bộ Quốc phòng, báo hiệu Bắc Kinh ngày càng chú trọng hơn vào công nghệ hàng không vũ trụ, đóng một vai trò quan trọng ở trong việc đáp ứng các mục tiêu quân sự của Chủ tịch Tập Cận Bình đã vạch ra việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đặc biệt phù hợp với mục tiêu trở thành quân đội đẳng cấp thế giới của Bắc Kinh. James Char, một nhà học giả an ninh của trường nghiên cứu quốc tế S. Raja Rasnam của Singapore cho biết, năm 2016, ông Lý đã được bổ nhiệm làm phó chỉ huy của lực lượng hỗ trợ chiến lược mới của quân đội, một cơ quan đặc biệt được giao nhiệm vụ thúc đẩy phát triển năng lực chiến tranh mạng và không gian của Trung Quốc. Sau đó, thì ông được bổ nhiệm làm trưởng ban phát triển trang bị của quân ủy Trung ương CMC, cơ quan quốc phòng do Chủ tịch Tập đứng đầu. Ông có tên trong danh sách bị trừng phạt do Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt vào tháng 9 năm 2018 do liên quan đến thương vụ mua 10 máy bay chiến đấu Su-35 vào năm 2017 cùng với các thiết bị liên quan đến hệ thống tên lửa đất đối không S-400 từ nhà sản xuất vũ khí chính của Nga, Rosoboronexport. Theo đó thì các lệnh hạn chế với ông Lý bao gồm cấm giao dịch với các hệ thống tài chính Mỹ, phong tỏa tất cả tài sản ở Mỹ nếu có và cấm cấp thị thực một số học giả an ninh lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể gây rắc rối trong việc nối lại liên lạc quốc phòng giữa Mỹ và Trung Quốc. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Trung tá Marty Manner tuần trước đã cho biết quân đội Mỹ không bình luận về những thay đổi lãnh đạo quốc phòng của Trung Quốc nhưng muốn duy trì liên lạc với quân đội nước này. Các liên lạc cởi mở có thể giúp chúng tôi quản lý rủi ro, tránh tính toán sai lầm và quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, ông nói. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lý cũng có thể sẽ tham gia chặt chẽ vào các mối quan hệ quân sự ở châu Á, tham gia các sự kiện cũng như là các nhà lãnh đạo quốc phòng châu Á và đối thoại Shangri-La không chính thức về an ninh ở Singapore. Mỹ đánh giá Trung Quốc vượt Nga trong cuộc đua phát triển tên lửa siêu vượt âm Trong phiên điều trần trước một tiểu ban thuộc thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ mới đây, ông Paul Fressler, Trưởng nhóm khoa học công nghệ của cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ, DIA đã so sánh năng lực phát triển vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc và Nga, hai đối thủ lớn nhất của Washington. Trong khi Trung Quốc và Nga đều đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm thành công vũ khí siêu vượt âm và có khả năng triển khai các hệ thống tác chiến thì Trung Quốc đang dẫn trước cả về cơ sở hạ tầng hỗ trợ và số lượng hệ thống, ông Paul Freesler nói. Ông Freller cho rằng Trung Quốc đang đuổi theo phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có gắn đầu đạn lướt siêu vượt âm đã được thử nghiệm từ năm 2014. Theo ông, trong hai thập niên qua, Trung Quốc đã đạt được bước tiến đáng kể ở trong việc phát triển các công nghệ tên lửa siêu vượt âm. Thông qua các nỗ lực đầu tư phát triển, thử nghiệm và triển khai mạnh mẽ và tập trung, điều này cũng áp dụng đối với tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân, ông nhấn mạnh. Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17, có tầm bắn ước tính 1.600 km và có thể vươn đến các vị trí của lực lượng quân sự Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Ông cho rằng Trung Quốc có thể triển khai DF-17 từ năm 2020, trong khi đó thì Nga đang triển khai ba hệ thống siêu vượt âm gồm có tên lửa Kinza, phương tiện lượn siêu vượt âm Avangard và tên lửa hành trình chống hạn Zikon. Tên lửa siêu vượt âm có tốc độ di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có khả năng thay đổi đường bay khiến cho chúng khó bị đánh chặn. Những năm gần đây, Trung Quốc và Nga ra sức phát triển công nghệ này. Mỹ đề phòng kịch bản thêm nhiều ngân hàng phá sản theo hãng tin Reuters, ngày 13 tháng 3, Bloomberg News đã đưa tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang nước này đang cân nhắc việc thành lập một quỹ cho phép các cơ quan quản lý hỗ trợ thêm tiền gửi tại các ngân hàng đang gặp khó khăn sau sự sụp đổ của ngân hàng thung lũng Silicon SVB. Theo Bloomberg, các nhà quản lý đã thảo luận về phương tiện đặc biệt mới này trong những hội nghị với các giám đốc điều hành ngân hàng và hy vọng biện pháp như trên sẽ chấn an người gửi tiền và giúp ngăn chặn bất kỳ sự hoảng loạn nào trên thị trường. Đây là một phần ở trong kế hoạch dự phòng của Fed khi sự hoang mang đang lan rộng về tình trạng giữa các nhóm ngân hàng tập trung và cộng đồng đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp. Trước đó, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Thống đốc California Gavin Newsom về sự sụp đổ của SVB và những nỗ lực giải quyết tình hình. Sau khi những người gửi tiền đã vội vã rút tiền ra khỏi ngân hàng do lo ngại về tình trạng tài chính của SVB, đây là vụ sụp đổ ngân hàng thương mại lớn thứ nhì ở trong lịch sử nước Mỹ sau vụ ngân hàng Washington Mutual Wamu sụp đổ vào năm 2008 vào thời kỳ khủng hoảng tài chính.